Hôm nay tôi sẽ bảo mọi người sang cái phần tường kính. Thì tường kính thì chúng ta sẽ vào đây, vào một đoạn tường 1 đây. Ta có phần tường kính ở đây. Chọn đây. Chọn World này. Ok mọi người. Rồi, tiếp tục đây. Hôm nay ta sẽ sang cái phần tường kính. Thì mọi người sẽ thấy đây. Tôi sẽ vào phần kia rồi. Vào World. Và trong đây nó phần World Architecture này thì sẽ có tường kính ở đây, thì nó sẽ chia ra ở đây có 3 loại tường kính, là riêng phần curtain wall này thì nó có 3 cái phần là curtain wall và exterior glazing và storefront này. Thì các cái phần này ấy, chúng ta tôi vẽ ra đây cho nó điển hình, ví dụ như là 6000 là loại này. Tiếp tục đây, exterior glazing mình dùng khi nào 6000. Tiếp tục đây, storefront này, vẽ này 6000 này. Thì nhìn trên 3D thì mọi người sẽ thấy cái vách kính này đúng không? Thì cái vách kính này nó sẽ là từ tầng 1 cho đến tầng 2 này. Thì mọi người sẽ thấy nó khác nhau ở chỗ nào. Cái vách kính này là vách kính trắng đúng không? Còn vách kính này đã được chia lưới đúng không? Còn vách kính này thì làm sao? Đã có đố đúng không? Nó có đố kính. Thì bây giờ cái là chúng ta kết hợp giữa hai cái tường này với cái vách kính này như thế nào. Ví dụ tôi chọn cái vách kính này, tôi sẽ bố trí vào đây, vào cái tường này, thì làm sao nó không cắt qua đúng không? Tương tự như vậy, chọn đây, tôi copy cái tường này sang bên này, copy cái tường này sang bên này, đây tôi chọn này, sẽ vẽ từ đây qua đây, nó không cắt qua đúng không? Chọn cái này, xé cái này, cắt qua đây. Thì làm sao? Thì cái vách kính này làm sao? Nó tự động nó cắt qua nhỉ, đúng không? Và cái vách kính này thì chúng ta có thể là cao thấp được, chúng ta có thể co kéo hoặc là nhập kích thước này. Mọi người thấy không? Co kéo được. Ở kích thước này thì tất cả các vách kính này nó khác nhau ở chỗ nào? Nó chỉ khác nhau ở chỗ này. Cái vách kính này, là vào Editor này, nó sẽ có thấy ở đây nó có phần là Automatic Curly tích vào đây này. Nếu nó tích hết tất cả cái này vào thì nó tương tự đây, chọn đây Editor thì nó tích vào đây này. Ok, nó sẽ tự động cắt Edit này. Tích vào đây này. Nó sẽ tự động cắt, người thấy không, đúng không? Thì đây nó tự động cắt, thì chỗ này chúng ta có thể co kéo xuống này này, và cái vách kính này nó cũng tương tự như cái kia, là nó có thể là Edit Profile được. Edit Profile là chúng ta cũng có thể làm sao tạo hình đối với các cái phần này này, finish, mọi người thấy không? Đó, hoặc là mọi người có thể đục xuyên của nó thì chỗ này nó sẽ là này, rỗng đúng không? Đục xuyên của nó sẽ là rỗng, mọi người thấy không? Đó, thì đây còn restart, reset profile, chúng ta lại về ban đầu. Thì đây, thì những cái này là cái tính chất của tường kính này, nó đều y hệt nha. Thì còn cái vách kính này thì chọn đây, là Editor này. Chúng ta chỉ có một loại vách kính này thôi, mà nó sẽ phát triển lên từng loại này. Thì tôi chọn đây Editor, tôi duplicate, tôi đặt tên. Ví dụ như là chúng ta đặt tên nó phải chuẩn nhá. Ví dụ như là curtain wall, tôi ghi đây là CW01 chẳng hạn, đúng không? Ok, thì các bạn sẽ thấy đây nó đang là vách kính trắng. Ok. Thì cái vách kính trắng này để mà chúng ta có thể bố trí ấy, thì chúng ta sẽ có phần ở đây là architecture này, nó có phần curtain grid, nó đang tự chia. Những cái này ta phải tự chia được, chia theo khoảng cách của chúng ta mong muốn này. Đó, chúng ta tự chia này, tự chia đúng không? Đây nó chia one segment, là chia đơn giản, là chia đơn giản thôi đúng không? Còn on aseptic này, ví dụ chọn này, các bạn muốn bỏ cái phần ngang này, ngang này đi chẳng hạn, đây chọn này, thì các bạn muốn chọn ví dụ ngang này, chọn đây, mình bỏ cái ở giữa này thì mình kích vào đây, kích vào đây, kích vào đây và kích vào đây, thì đây nó sẽ có là một cách một như này, mọi người thấy không? Đây này, chọn này, chọn này, x shape này, chọn này, ví dụ như bỏ phần này, bỏ phần này, bỏ phần này,
bỏ phần này, bỏ phần này này, mọi người thấy không? Đấy thì đây là cách chia như vậy. Thì tất cả các lưới này nó là tự chia nên là chúng ta cũng có thể xóa được. Ví dụ như chọn đây, xong chúng ta chọn này, nó có assignment, chọn đây chúng ta cũng vẫn có thể xóa được các vị trí này, vị trí này hay vị trí này, thấy không? Đó, chúng ta chọn lên. Đó thì trong đây nó sẽ có tiếp, đấy là phần chia lưới, chúng ta tự chia. Còn đây là đố kính Union. Thì trong Union này nó sẽ có đố rectangle, đố tròn, đố vuông, đố góc chữ L. Thì ví dụ tôi chọn đây là 50 x 65 chẳng hạn. Nhờ cái kích thước này hoặc là duplicate đây. Các bạn này, duplicate đây. Ví dụ như là chọn ở đây. Cái kích thước này nó sẽ là bao nhiêu? Ví dụ như là cái này sẽ là 75. 75. Ok, 50 x 75. 75. Ok. Thì 50 thì đây nó chia đều ra. Còn chỗ này nó xích nít đây, nó cho là 75. Ok. Này. Thì chúng ta có thể dùng on này, dùng line này thì là chúng ta đi từng thanh một, người thấy không? Nếu mà dùng cái này ấy thì nó từng mẫu một, hiểu không? Từng đoạn một, hiểu không? Còn on thì làm sao? Tất cả luôn, hiểu đề chưa? Đó thì đây là cái vách kính mà chúng ta tự chia, tự chia. Còn từ cái vách để mà thành cái vách kính này ấy, thì cái vách kính này nó cũng rất là đơn giản thôi. Tôi copy đây. Copy đây. Ví dụ như cái vách kính này, cái đố kính này, tôi chọn này. Tôi xóa này đi. Tôi xóa cái đố kính này đi nhỉ. Này. Delete đi. 33 restart. Đúng không? Cái này tôi chọn cho các bạn rồi. Quản lý hiển thị đây. Thế đây những cái đố này chúng ta cũng có thể là làm sao xóa được nó đi, ví dụ như xóa nhỉ. Các đố hơi xóa. Còn bây giờ tôi muốn chia một cái vách kính này, nó giống như này, thì nó khác nhau ở chỗ nào? Chọn cái vẽ mới thì nó dễ. Bị chéo. Chọn này, xe đây, qua đây. Này, đây là vách kính trắng. Và tôi muốn nó như thế này thì tôi chọn đây á, editor này, mọi người sẽ thấy đây nó sẽ có phần là vertical grid và horizontal grid, có nghĩa là gì, là các cái lưới đứng và các cái lưới ngang. Vertical là lưới dọc, horizontal là phần lưới ngang. Ví dụ mình chỉnh ở đây ví dụ như là 1200 và cao là bao nhiêu, 2m4 chẳng hạn. Ok, thì mọi người sẽ thấy đây cái vách kính này nó sửa như này này, đúng không? Mình edit file này, mình duplicate này, mình chọn ở đây là historical erg 01 được nha. Ok, ok. Này, có nghĩa mình muốn cái miếng này nó trở thành cái này thì mình đây edit file này, mình phải duplicate lên, mình chọn đây là gì, cw02 này. Ok, thì mình chỉ cần phần vào phần vertical grid này, mình chọn đây, mình để fix distance, đó là khoảng cách, kích thước của nó là 1200 này. Ok, các bạn sẽ thấy đây nó chia toàn bộ các lưới dọc, đúng không? Chia cả bộ lưới dọc, ví dụ như đây là 7200 thì chẳng hạn này. Như này thì bây giờ nó đang dồn là nó cứ 1m2 bao nhiêu nó dồn về cuối. Thì đây nó đang chọn là begin, đúng không? Còn nếu ta chọn là end thì nó sẽ chia làm sao? Cái này nó vẫn đang chẵn, được nha. 6352 gì đấy, được nha. Này. Thì đây là 1m2 nó dồn còn bao nhiêu nó dồn về đầu. Còn nếu chia center nó sẽ làm sao, chia ở giữa còn thừa thiếu bao nhiêu để về hai đầu, mọi người thấy không? Đây này, hiểu đây không? Thì thường các vách kính này nếu mà nó chia thì nó sẽ chia ở giữa còn thừa thiếu về hai đầu, hoặc nó dồn. Thì ở đây là cái phần vertical grid đây, chọn này, đây là điểm đầu này, còn bao nhiêu dồn về cuối này, đúng không? Và đây là end là ngược lại này, từ cuối lên bao nhiêu dồn về đầu này, còn center là gì, là chính giữa này, cắt đều ra, hiểu chưa? Chọn đây. Thì cái lưới này nó có thể nghiêng được một góc 45 độ chẳng hạn. Ví dụ như lưới này. Bạn thấy không? Đó, chia được lưới. Còn không nên để bằng không, được chưa? Cái đây là chiều dọc. Thế còn chiều ngang thì sao? Ngang ở đây là vertical đây. Chọn fix distance, chọn 2m4 đi. Ok. Thì nó có ngang giống y hệt như này chưa?
Đúng chưa? Tính chất y hệt nhau, giống y hệt này, từ vách kính này giống như này. Thì từ cái vách kính trắng này nó để trở thành này thì nó chỉ có thêm hai cái phần trong cái design, đó là phần vertical grid và horizontal grid. Thì ở đây nó có các cái phần chia như sau. Nó là fix distance, fix number. Fix number là số lượng thanh. Ví dụ chọn đây, tôi muốn bao nhiêu thanh, ở đây đang là 5, tôi cho nó là 3 thôi chẳng hạn. Thì nó chia ra làm 3 khoảng thôi, 3 cái lưới này thì được 4 khoảng. Thấy nhá. Thì nó có thể là nếu mà chọn là number thì chỗ này nó sẽ làm ra ra số lượng, còn nếu mà chúng ta chọn ở đây là kích thước thì nó sẽ ra kích thước. Thấy nhá. Còn maximum spacing này, khoảng cách lớn nhất của nó là bao nhiêu. Thấy nhá. Ví dụ nó chia đều ra chẳng hạn 1m2, còn thường chúng ta chọn đây là fix distance, chuẩn kích thước. Ok. Thì bây giờ từ cái vách kính này, bây giờ lên vách kính này thì nó khác nhau ở chỗ nào? Chọn đây này, edit thôi, double click này, tôi chọn đây là SF SF 01. Ok. Được nha. Thì đây khoảng cách đây là 1m2 này, nhân 2m4 này. Thì đây là maximum spacing này. Thì nó khác nhau ở đây, nó có phần là vertical union và horizontal union. Có nghĩa là gì? Đố kính đứng và đố kính gì? Đố kính ngang. Và trong cái đố kính ngang này, đứng này ngang này, nó có phần gì là interval time. Thì tôi sẽ làm kỹ cho các bạn vấn đề này. Này. Thì bây giờ mình muốn như vậy thì chọn đây thôi, edit time. Thì mọi người sẽ thấy ở đây interval time là tất cả những cái đố bên trong. Hiểu không? Ví dụ như 50 x 65 đây là tất cả các cái đố bên trong này. Mọi người hiểu không? Còn ví dụ như là nó sẽ có border one time, có nghĩa là đố kính bên trái. Đây, border one time có nghĩa là cái này nó là ở bên trái. Tôi muốn cho là đố 50 x 150. Đây. Hiểu chưa? Vì các bạn phải hiểu là cái đố ở bên tay trái của chúng ta ấy, thì nó sẽ đố ở giữa này nó sẽ có profile khác. Còn đố ở cạnh này nó sẽ là profile khác. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Chọn đây. Đây ví dụ 50 x 150, đúng không? Bây giờ các đố ngang này, chẳng hạn chọn đây, nó đang là 50 x 65 này, đúng không? Đầu này tôi sẽ chọn đây 50 x 150, ví dụ như vậy. Ok, mình thấy đấy không? Đúng không? Và tất cả những cái đố kính này thì mình chọn đố kính này, mình ấn quản lý hiển thị là chỉ hiển thị mỗi vách thôi. Thì những cái chỗ này ấy, nó đang ngày nó đang làm sao? Nó chưa đúng không? Các bạn có thể chọn hết toàn bộ các cái phần này. Các bạn ở đây nó có phần là brick adjoint này, brick adjoint, chọn này brick adjoint này. Thì chúng ta sẽ nhìn vào đây brick adjoint này thì nó sẽ, mình sẽ biết được các cái đố kính này, và các cái đố kính như này không đúng, chúng ta phải chọn tất cả này. Và brick adjoint là cái đố này, đố chính này thì phải là đố đứng, nó phải liên kết với nhau thẳng như này chứ không phải liên kết vừa rồi đâu, các bạn hiểu không? Đấy, thì chúng ta phải biết được cả cái đố kính này. Chọn đây brick adjoint là thay ngày như thế này. Mọi người hiểu không? Có nghĩa nó phải chi tiết từng tí một như vậy thì các bạn mới triển khai được, chứ không phải chúng ta cứ vẽ automatic vào đấy không dùng được đâu nha. Đó, thấy không? Thì đây là vách kính. Còn các cái vách kính này, chứ không phải vẽ như này không đúng đâu, vẽ như này cũng đúng. Bởi vì là thanh này là thanh chính. Quan trọng nhất là thanh nào là thanh chịu lực. Thanh chịu lực là những cái thanh gì? Chính mà bắn thẳng lên gì? Lên sàn, lên trần. Hiểu không? Thì vẽ như này là đúng. Đúng không? Nhưng mà như thế này thì là sai này. Đây này. Đúng không? Đấy. Tùy cách mà chúng ta áp dụng. Thì bây giờ tôi muốn thay các cái đố kính này thì nó đơn giản thôi. Đây. Bây giờ tôi muốn thay là cái vách kính này. Này, cái vách kính này. Thì tôi muốn chọn là một cái vách kính, ví dụ như đây là cái bên left là bên trái, chọn đây này. Thì các bạn có thấy là tất cả những cái mà chúng ta bố trí nó bằng lưới ở bên này. Trong edit file này, các bạn thấy không? Những cái edit file này thì tất cả những cái mà chúng ta chọn vào cái này đều có cái ghim. Hiểu chưa? Đều có cái ghim. Có là còn nếu mà chúng ta bố trí tự do ở bên ngoài như thế này ấy thì là chúng ta cứ chọn được nó thoải mái. Nó không ghim và chúng ta chỉ cần chọn xóa đi thôi. Đúng không? Còn những cái này bố trí trong edit file này, chọn đây, chúng ta muốn xóa chúng ta phải tháo ghim và chúng ta mới xóa được. Đúng không? Chúng ta muốn xóa cái lưới này chọn đây, chúng ta cũng phải tháo ghim chúng ta mới xóa được. Này, add remove đi. Đấy. Các bạn thấy không? Còn chúng ta ghim lại thì nó vẫn về ban đầu. Thấy không? Này, add thêm. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Đấy. Còn đố kính đây, chọn đây. Mình chọn ở đây.
Còn bây giờ tôi muốn thay thế toàn bộ các cái đố kính này thì bây giờ tôi chọn vào một cái đố kính về mặt bằng cũng được. Bạn chọn đố kính này, edit này, tháo bỏ ghim ra này, edit thôi. Tôi duplicate, tôi chọn một cái vách kính đố kính ở đây là M M đố kính Union. Chọn đây mình cho chọn em ML, đây là bên trái nha. Ví dụ như 01 nha. Ok. Thì các bạn sẽ thấy đây nó có phần profile này, là tiết diện của cái gì? Của cái profile đấy. Thì ta có thể vào insert này, load family này. Và mình sẽ load ở trong cái bảng ở đây là profile. Mọi người nhìn chữ profile này. Profile này mình sẽ có phần curtain wall này. Thì đây nó có mặt center này, left này. Ok. Chọn đấy. Cái profile mọi người biết rồi đúng không? Nhưng mà tự tạo đây thì chọn đây. Thì đây mặt này ví dụ tôi chọn là 150 đi. Ok. Mọi người thấy profile đấy không? Mặt left này bên này nó phải bịt mà. Đúng không? Thì đây là cái profile nhôm. Còn đây là internal là bên trong. Editor thì tôi duplicate lên cái này nó sẽ là center MC 01 million center. Ok. Ok, thì các bạn có thể vào insert đây. Load cái gì? Load cái center này vào. Ok. Nó tiện thể thì mình tiện load thì load luôn cả cái gì? Right luôn, đúng không? Bên phải ấy. Thì chọn đây. Edit file này, ví dụ chọn đây, nó center đây này. Center. Ok. Ok. Thấy không? Còn bên này chẳng hạn, chọn đây, tháo ghim ra, edit file này, duplicate lên và mình chọn đây là gì? MR01 right. Ok, mình chọn đây, mình sẽ chọn đây là right 65 150. Ok, thì các bạn thấy đây đúng không? Thì bây giờ ta thay thế đây, chọn này, edit file này, ta phải thay thế chỗ này này, nó sẽ là gì? Center này, cái này là center này, đúng không? Border 1 nó sẽ là left này, left này, cái này sẽ là right này, đúng không? Cái này sẽ là left này, cái này sẽ là right này. Ok, đó, cảm thấy đâu? Thì các bạn sẽ thấy cái kính này bị làm sao? Đang nằm ngoài đúng không? Thì các bạn chọn đây, các bạn ấn tab này, chọn vào cái miếng kính này. Miếng kính này cũng đang bị ghim. Thì chúng ta vào edit thôi này. Chúng ta có thể là chọn được kính này nó nhiều màu khác nhau. Đấy nhá, bằng cách là chúng ta, nếu mà chúng ta chưa tháo ghim, chỗ này nó có phần offset đấy. Chọn bằng 0 này. Ok, thì nó sẽ vào chính giữa. Đấy nhá. Và cái kính này nó dày bao nhiêu? 10 thôi. Ok. Đây, các bạn nhìn 3D đi. Bạn thấy không? Đây này. Cái kính này. Thấy không? Chọn đây này. Xe này. Ừ. Này, ghim ạ. Thấy chưa? Ừ. Bố trí ở đây. Đây. Thấy không? Thấy cái vách kính chưa? Đó, thì bây giờ nó được vách kính như này này. Là profile nó chuẩn như này này. Bạn thấy không? Còn chúng ta sẽ lấy cái profile này của nhà sản xuất, chúng ta vẽ bằng trong cái phần profile thôi, magic profile ấy. Chúng ta load vào nha. Thì vách kính này nó mới chuẩn được, mà chúng ta phải thiết kế nó phải chuẩn từng tí một. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn bố trí một cái cửa vào đây, cửa đơn chẳng hạn, đúng không? Thì tôi phải xóa cái đố này đi, tháo đi mày xóa đi. Bây giờ muốn cửa ở đây thì các bạn ấn tab, các bạn chọn tôi được cái miếng này, đưa chuột vào đây này, ấn tab, chọn đấy, các bạn thấy có miếng ghim này không? Tháo ghim này ra này. Nhờ chúng ta vào edit này, chúng ta vào load family này, thì chúng ta phải load ở vào vị trí đo, vào phần đo. Nó có phần cửa này, cửa dành cho curtain wall này, thấy không? Cửa một cánh này, open. Này, vào đây. Ok. Này, cửa đây. Các bạn vào nhìn tầng 1 này, các bạn sẽ thấy cái cửa này. Thì cái cửa này nó phụ thuộc vào vấn đề là cái lưới này. Đó là tháo ghim, ví dụ như 900 này. Này, thấy nhờ. Nó phụ thuộc vào cái đố của chúng ta, đúng không? Còn ví dụ như cửa đôi đây, chọn này à, tháo ghi ra này, delete đi, chọn này, đưa chuột vào đây, ấn tab, tab, chọn đồng miếng này, tháo ghi ra, edit thoại này, mình load family, đây, chọn cửa đôi này, ok, ok, mọi người thấy không? Và bên cửa đôi này rộng bao nhiêu? 1m2 chẳng hạn, thế mình tháo ghi ra, mình cho là 1m8 chẳng hạn, đây, thấy không? Đây.
Các bạn thấy cái cửa này không? Đúng không? Và tương tự như vậy, cái cửa sổ này chúng ta muốn là ấn tab này, tab chọn miếng kính này, tháo này ra. Edit, chúng ta chọn cửa sổ thì load family và chọn vào gì? Window. Window đây nó có cái cửa về curtain wall này, awning. Ok. Ok, các bạn thấy cái cửa này không? Đây này. Thấy không? Cửa sổ này. Cái cửa này nó mở vào trong hay ra ngoài này tùy chúng ta nha. Edit đây, chúng ta có cái khoảng cách này, offset của nó đang 75 cho bằng 0 này. Nó vào sâu bên trong này nha. Thickness dày bao nhiêu này, nó có hết thông số ở đây này. Mọi người thấy không? Đó, thì bên bên trong cái ô kính này nó phải có toàn bộ các cái phần như vậy. Hoặc chúng ta có thể thay cái miếng kính này bằng màu khác bằng cách chọn này. Chọn này, tháo ghim ra. Edit thôi. Mình duplicate lên một cái glass khác được nha. Tôi ghi đây là GL nha, không. Ví dụ như tôi ghi đây là màu vàng nha. Ok. Các bạn chọn này, material này được nha, finish được nha, hoàn thiện là nó. Dày bao nhiêu? Dày 15 được nha. Cỡ. Đây vật liệu chúng ta để duplicate này nè. Duplicate được nha. Tôi ghi đây là MTA Glass GL01 chẳng hạn, màu vàng. Ok. Thì các bạn để chọn đây, nó đang để là màu xanh này, tôi để chọn theo màu vàng này. Ok được nha. Hoặc là chúng ta chọn vật liệu render của nó sẽ là màu vàng này. Tin đấy, pha màu của nó, chọn nó này, cho nó là màu vàng này. Ok. Ok. Đấy. Ok. Đây. Thì bạn sẽ thấy đây nó có màu vàng không? Đúng không? Hoặc chúng ta để chuyển vật liệu sang sau này nó sẽ là màu vàng này. Thấy không? Còn ta muốn riêng một mình cái miếng đấy nó khác thôi thì nó là câu chuyện khác. Miếng này nó lại màu khác thôi. Chọn miếng này. Kéo một chút. Này. Này. Edit thôi. Đâm đi kia đi, thằng này cho nó là màu xanh đi chẳng hạn. Từ thằng này đi. Đâm đi kia đi. Màu xanh này. Ok. Thì ở đây nó sẽ có bảng liệu đây, mình phải đâm đi kết thằng này nè. Nha. Chỗ này nó phải là màu xanh. Đúng không? Màu xanh. Thì chọn đây. Nó là màu xanh này. Đúng không? Và áp lên đây. Chọn thằng này nó sẽ là màu xanh này. Ok. Ô sao thằng mã này nó lại bị trùng nhau nhỉ? Để xem lại. Ô. Duplicate hai loại khác nhau rồi mà. Ok. Này. Một cái màu vàng, cái màu xanh, bạn thấy không? Đấy. Khác nhau đấy. Đấy, chúng ta có thể thay được cái miếng kính bằng khác, hoặc là sau này chúng ta sẽ thay các viên gạch hay là các module khác vào cho thằng này. Rồi, ok. Mọi người có câu hỏi gì về phần này?